cho cái đường đôi mà từ đường 39 đi ra Vin Ocean Park ấy, rất lớn, 3 hát ở đấy. Thế bây giờ là anh em sắp tới tổ chức cái trưng bày sự kiện, cái cả trưng bày hội cây cảnh cho em mở hỗ trợ. Em cả thì hôm qua đấy tham quan rồi, mặt bằng đẹp, tất cả không gian. Cuối năm cũng đang muốn mấy ngày nữa thôi. Khuấy động phong trào. Mùng 5 đến 20 anh ạ. Hôm nay cũng 5 tháng 1 đến 20. Ở đây thì trực tiếp ở đây em muốn gửi đến hội của anh một cái giấy mời ạ. Vâng. Xong là em cũng có muốn là mời khoảng 10 đến 20 tác phẩm hay là 30 tác phẩm của câu lạc bộ anh đi ra tham dự trưng bày cùng với cả hỗ trợ ok nhà vườn em ạ. Nhận lời thôi. Bắt tay đi. Xong. Em xin một kiểu ảnh. Biết rồi. Với một cái tác phẩm nào đấy để em gọi là đăng lên. Ok. Sân trưng bày thì là 3.000 mét vuông. Có cả sân để cho anh em tham dự nữa. Vâng. Với lại em hôm nay đi hỗ trợ một người anh em tên Tài. Có một cái vườn cây quy mô đến 3 hectare. Rất là rộng và hôm nay thì mời anh em bên câu lạc bộ hoa cây cảnh Như Quỳnh tham dự cái chương trình hỗ trợ hoa và các cái tác phẩm bonsai cây cảnh độc dị lạ. Tất nhiên là cũng mời đa dạng các cái tác phẩm, tuy nhiên là cũng sẽ lựa chọn cái gì đấy để cho nó tính độc đáo, chủ yếu là những cây hoa. Và những cây tùng thì sẽ tuyệt vời hơn. Bây giờ thì đang có mặt tại vườn tùng nhựa Văn Lâm Hưng Yên, một cái địa điểm cũng mới tổ chức cái chương trình tổng kết của anh em hoa cây cảnh Như Quỳnh và cũng đã được tạp chí Việt Nam Hương Sắc đưa tin về sự kiện. Nhân tiện lại qua để ngắm cây, chia sẻ cho cả nhà. Cái cây vườn tùng nhựa danh phẩm sông Cửu Long, chủ nhân Đặng Liên, không biết là của ai. Cũng khiếp đấy. Nhìn cái rễ nó già, nó chảy mà nó hoại hoại. Nó khô khô, nó bong bong cái vỏ, lẫn với đá. Rất là già, cái xanh quê. Vườn tùng nhựa là một trong những cái vườn có cái không gian rất là đẹp ở Hưng Yên, Văn Lâm Hưng Yên. Chúng ta thấy rằng là một cái ngôi nhà khá là khang trang và cũng nhiều tác phẩm đẹp. Đây là cây của anh Thực, cây xanh để đây. Trước cái cây xanh này để ở chỗ gần nhà kia. Già kinh khủng khiếp. Hôm trước thì nhiều cây anh em mang đến trưng bày. Hôm nay thì còn một số cây anh em để lại thôi, còn chủ yếu là cây của nhà vườn. Cây si này đẹp quá này. Phải nói là một cây si cổ. Trong vườn này có hai cây si cổ mà tôi rất là thích. Hai cây đều có một cái lối tạo tác giống nhau, tương đồng như nhau. Cái cây kia thì tôi đặt tên là Kim Thư Bạch Hạc. Mà cây này thì nó cũng lại giống giống như vậy. Đẹp thật sự. Những cái nét cổ kính nó có những cái hồn riêng.
rất tự nhiên. Mảnh mai nhưng mà lại rất là có hồn. Đây có lẽ là một trong những cái phong cách chơi mà tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ bền vững, lâu dài. Vì nó không cần phải là lùn lực, không phải lu cục, không phải cứ đầy đặn. Cái nét thanh mai trúc mã này nó rất là hay. Mảnh mai nhưng mà điệu đà, nghệ thuật, nét kỳ dị trong thân, trong cây. Rất là tuyệt vời. Si không biết tùng đi luôn hả? Bây giờ đi đâu? Tùng không có nhà. Cây này cũng hay phết này này, cũng khá đẹp. Ok, đi mời tham dự hội chợ nên là lướt qua một chút, mời cả nhà ngắm xong bây giờ là lại phải di chuyển đến một nhà vườn khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.